lệnh áo chỉ chơi bọ. Chơi à? Không à. Nước kim hơi ý của bên họ không? Mới lên có được khẩu sự. Lệnh hết khoảng sự giác sĩ tạo sự khoảng tụ trợ dịch chữ hình pháo mấy ngọt giặc bỏ xó sự ý chữ phúc mình không cáo chữ ý mấy ngọt mấy ngọt hình trăm chữ ý
Được không? Tổ kim. Lệnh hàng báo. Lệnh kêu hẹn im chủ tịch, lệnh ứng trụ hội lệnh tả hữu, hộp sự lệnh kéo, sư lệnh hộp kéo dự cảm, sinh hộp dự báo, lệnh hộp lệnh ý. Hẹn gặp lại. Không biết sự bó chẳng biết sự bó sự lệnh hàng báo lệnh bỏ xó sự tự ý không bó thầy ôm quá chưa đến nó về thì nó hỏi không con à con chiêu thổi xé hô cày cưng lý cho chia mẹ nhớ tâm biết xé hô xích xí chập cảo vội lệnh hiệu tí chữ chứ ní trọ chuyện bông xỉ chư sư hồ rình kháng ngồ chóc ý chuyện rình khó hình ăn dụ ngủ kháng khổ thắng chữ ý tăng xì tí chữ kê thanh chữ ý dạc yếu sư xìm hoàng ý bức nền khó xì kháng bảo cháu chư sẽ chào sự kê thanh phúc khó chữ ý mấy ngọc đó kinh lý là cái hồi mà mấy tia mà cái cuối ngủ chắc tại khi ra tia mà xuống lại nó ngang bôm kìa cái thấy kìa thì hồ hố đấy phong chỉ số sự tự ý tí tự yêu hăng vẫn thể tự dính cho sự phúc lành trừ quạc tự ý đó không biết cái nó bị ăn bôm kìa nó xong tiếng này
mình sẽ ra kỳ quạt tiền được tiếp. À con à, con thổi em sáng hộ con đó chèm chèm kìa đó, thô chân này kìa, con bỏ hò hò a con chó chí hộ ủ cái nặng hả a con ủ lát a con mời chèm xét lại nghĩ hò con này mời coi chủ á hại con tù tù a kỳ chữ hô siêu tịch xin tịch ý sáng hữu lìa chữ nặng ý sư thẳng lệnh giáo bông sửu bỏ hò tí chữ chữ ý giặc sĩ tí chữ kê thánh bốc khẩu mô chữ ý kinh thắng phấn viện học lý tư phấn viện sang hê tư trọng si chịu phấn viện phấn đáo ý kênh cao lý tư ứng thệ mấy ngọt đã là mấy ua xin hả lưu sáng à con hả bỏ họ mấy cái con bỏ họ lưu xa nghe số ua mấy cái chắc xí à con khó số đề à chứ à con hả con mừng á con mệt cho mệt mệt mía đặng à con xa hi hả mà con chữ chữ sa chênh hia chữ chả đọc hạ kiều kiều bấm tổ lão mấy ngọ đó sa chi hia để sa công số uế kiều so ma công đó công nào tí hả bấm tổ lão bấm tổ lão ma công ma công bấm tổ lão công mà bấm tổ lão giặc sĩ bấm tổ lão chữ hiếu tỷ chữ kê thính bấm tổ lão công nha công nha cứ quặng phúc ý mua chịu héo bóng đạo linh khiêu ý trói lậu xăng sư chư cáo mấy ngọ đó mà mấy cá mà sùng sủng á nó xì hi số ủa con không mà con sẽ hổ à con dù dù sẽ hổ ý chư sự hoàng phúc mấy đó xì bóng tổ lão chư sự cởi quặng cởi quặng phúc mấy cởi quặng phúc hoàng chia bấn đã chư sinh lệnh kháng khiêu sang sư chư cáo mấy ngon mấy ngon ra bấn lão mà cái quốc một tia nó dù khiếu sư rồi hay là dù sang sư dù lại cáo sang sư kia sang sư nè ta đang đang chịu rồi ta sang sư chịu hữu tỷ chư hàng kim bấn đã chư sụt công sĩ tổ tuệ công chư việt tăng sĩ y sĩ ý trói chư sự sĩ kháng sang sư chư sải vấn biệt chư ý đánh ngọt đánh ngọt ta cũng si chi sĩ bây giờ kê nhưng mà trói là trói lát chư sải chắc là sang sư sang sư hàng kim chỉ đó sang sư ý kiên bỏ cán kỳ đánh ngọt chứ là sang sư bỏ lọ chi kháng tổng tổ lão chư ý giác sư u hô xóa sư tổng lão cởi quật phúc mong chia lệnh hăng xa thi tư khiếu giặc sĩ hoàng sư phúc muôn vẫn sang sư hủy hoang dịch nành tí chữ lại cỡ quạt chữ ý mấy ngọt mấy ngọt đó nên mẹ sợ mà thế ý phê công là cỡ quạt một tia nên dù xin nghe xu hồi xa dít hiểu sang sư hồi lái là cỡ quạt mà tí chữ mình phê không mấy ngọt giặc u hò xóa sư không không biết cái quá dù bỏ họ xó sự lệnh kháng lệnh táo điều kiện học kim học ý lệnh sư dù kháng táo xưng giáng lệnh khúc tịch táo học kháng điều kiện kháng kim tích ý ý chữ xó sư mò bỏ không nè giặc bỏ xó sư vô chiếc chứ mà sư hồi trói hết kìa